Tất cả anh chị đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng là cuối tuần nhá. Bảo sẽ thanh lý 7 con máy rửa xe đến từ thương hiệu Yukui nhá. Đó, Bảo sẽ giới thiệu máy này tối ngày hôm nay. Mức giá từ 1.150.000. Tối ngày hôm nay còn có 980.000 một máy à. Rất là rẻ nhá, đến từ máy Yukui này. Đó, thương hiệu là thương hiệu Nhật nhưng mà lắp đặt nó vẫn là tại Trung Quốc nhá. Rồi, mình quay vào máy nè. Model máy á là Z10, xài điện 220, 50 Hz. Công suất máy rất là lớn mà giá quá rẻ luôn, 2200W nè. Rồi bình lực áp máy thì công ty đạt đến là 120 MPI nhá. Rồi nước thì chịu tối đa là 40 độ C, có số series sản xuất nè. Rồi phía trước sẽ có đồng hồ báo áp nha. Công tắc thì chống nước bay vào, logo Yukui ở đây. Khung máy thì thiết kế bằng kim loại cứng chắc nha, gla. Lúc mà anh chị bóp súng á thì máy sẽ chạy, mà thả súng ra máy nó sẽ tự nhắc nha. Và bên trong sẽ có gla chống quá tải luôn. Rồi có 980.000 à. Mình mua sẽ được những gì? Đó, bên trong á thì đầu tiên là thùng khá là chắc chắn nha, đóng mút kỳ lắm. Đó, hàng thanh lý 7 con duy nhất tối ngày hôm nay. Đó. Bên trong sẽ có dây đầu vào cấp nước là gần 2 mét nha. Tiếp tục một hai lọc rác này, một lọc dưới, một lọc trên nha anh chị nha. Đây, máy là bảo hành 1 năm vì công ty thiết kế là lên đến là hai lọc rác. Lọc rác đầu tiên là vặn ở đây. Đó, anh chị thấy chưa? Vặn lại xong nó có đầu ren. Tiếp tục lọc rác thứ hai là mình phải lấy cái này ra. Đó, mình lòn vào đây nha. Rồi cái này là anh chị chú ý nè, đẩy cho nó sâu vào nha, đúng hết sức là mình khóa lại, vặn lại cứng nha, để tránh tình trạng hút nước không lên. Bảo gặp nhiều lắm. Đó, lọc rác gắn vào đây xong. Rồi tiếp tục súng công ty này luôn luôn là cho cái cục mà áp lớn này giúp anh chị xài bền hơn. Và tiếp tục máy sẽ có chức năng chỉnh từ 0 độ lên đến là 180 độ nha, giúp anh chị tưới cây này, xịt sân vườn này, xịt lan, dọn vệ sinh chuồng trại, rửa xe, máy lạnh làm được hết luôn. Rồi bên trong sẽ có bình bọt tuyết này để anh chị rửa xe, gắn vào đây nha. Đó, nhớ là nó có cái xu đây nha anh chị nha, sơ cua có máy có sẵn. Rồi pha xà bông đặc đặc. Rồi anh chị đẩy cái ngàm vào, đẩy ngàm như này khóa lại này. Đó là xong, lôi ra không được, lấy ra, lôi ra. Kèm theo dây búa vải 7 mét chắc chắn này, đóng kim loại cực kỳ đã nha, xài rất là bền nha. Anh chị xài lâu, dây búa vải 3 lớp nha. Đó. Mức giá tối ngày hôm nay có 7 con đúng thôi nha, không có hơn. Đó, mức giá còn có 980.000. Anh chị nào á mà đặt hàng thì liên hệ trực tiếp cho Bảo qua 3 số điện thoại trên màn hình, hoặc là nhắn tin Zalo để nhân viên Bảo tư vấn kỹ hơn. Và đương nhiên Yukui này á thì Bảo bán rất là nhiều, độ bảo hành lâu lên đến là 1 năm nha. Rồi anh chị nào quan tâm thì gọi điện thôi. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay. Nhớ ủng hộ Bảo một đăng ký kênh với là một nút chuông để Bảo cập nhật video giảm giá hàng ngày nhé. Rồi Bảo xin chào tạm biệt.